Hello mọi người. Hôm nay là ngày thứ mấy ta? Hôm nay là ngày 29 tháng 2. Ồ. Năm nay là năm nhuận đó mọi người. Hôm nay là 29 tháng 2. Thì Dũng sẽ trả lời tiếp các câu hỏi thôi. Câu hỏi cũng nhiều lắm. Rồi. Bạn Tùng Đức hả? Angie Nguyễn Tùng Đức. Em đang là sinh viên năm 3. Tết này em có apply vào một số công ty thực tập về Node.js và tiếng Nhật. Em có tiếng Nhật N3. Dù đã trượt bài test về thuật toán, nhưng chị Extra vẫn liên lạc hỏi em về dự định tương lai cũng như là lương mong muốn. Em cũng expect lương thực tập từ 1-2 triệu. Anh thấy em có khả năng được nhận không ạ? Nếu không được nhận thực tập, em dự định học nâng cao tiếng Nhật và tiếp tục học Node.js. Anh Dũng thấy sao thì cái này cái này cơ hội được nhận vẫn có, vì người ta hỏi mức lương mong đợi, hoặc là mức cái đó không phải là lương mà gọi là cái mức mức phụ cấp hả? Đúng rồi, hoặc là kiểu giống như là tiền bồi dưỡng này kia thôi, chứ đi thực tập thì có nghĩa là công ty cũng mang lại lợi ích cho bạn và bạn cũng mang lại được chút chút lợi ích cho công ty, nhưng mà phiền hà thì nó nhiều hơn là lợi ích. Có nhiều bạn thì cũng mang lại lợi ích, nhưng mà đôi khi nhiều công ty người ta không có thích thực tập sinh đó. Thì có tiền là vui, nhưng mà cơ hội thì mình nghĩ là vẫn hoàn toàn có thể là được nhận đi thực tập. Còn nếu mà không được nhận thì tiếp tục học là chuyện đương nhiên rồi. Không học thì làm gì bây giờ? Nào. Đó, cho nên là câu này thì nói chung là Dũng nghĩ là không có hỏi Dũng cũng được. Rồi. Có một bạn là GloryNT7925 hỏi rằng là FE lên Engineer Bring Manager hay là Tech Lead hoặc PM có được không mọi người? Cái này hỏi mọi người chứ không phải hỏi Dũng. Câu trả lời là được. Cái gì cũng được hết á. Có thể được cả. Nhưng mà quan trọng là vậy này. Các bạn muốn làm một cái vị trí nào đó thì các bạn phải biết được là cái công việc của cái vị trí đó là gì, cần kỹ năng gì, cần kinh nghiệm gì. Bạn chuẩn bị đầy đủ kỹ năng và kinh nghiệm thì tất nhiên là bạn sẽ được nhận thôi. Đó. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Muốn làm bất cứ cái vị trí nào thì cũng phải có kinh nghiệm. Còn đương nhiên, ví dụ làm front-end thì làm tech lead về front-end cũng được, đúng không? Mà nếu mà bạn front-end mà bạn học giỏi luôn cả back-end nữa thì bạn vẫn có thể làm luôn tech lead cho cả back-end. Còn nếu mà coi như là bạn làm tech lead cho cả front-end, back-end mà bạn còn giỏi về kỹ năng, về con người, về quản lý con người này kia thì bạn làm engineering manager cũng có khả năng lắm chứ bộ, đúng không? Cho nên là ở đây là câu hỏi là bạn đã chuẩn bị như thế nào và bạn thể hiện như thế nào để cho người ta chọn bạn đó. Chứ cái gì cũng có thể cả. Rồi. Mấy câu này thì Dũng sẽ không có trả lời dài, tại vì nói về cái chuyện là phát triển lên một cái vị trí cụ thể nào đó thì Dũng sẽ trả lời là cần chuẩn bị cái gì, chứ còn hỏi kiểu có thể hay không thì đương nhiên là có thể. Ok. Rồi. Anh Dũng ơi, là sinh viên không giỏi, bản cáo tích cực nhưng có ý tưởng làm sản phẩm thì nên chuẩn bị những gì về mặt hệ thống để thuận tiện cho việc phát triển sau này của sản phẩm ạ? Chúc anh có một năm tích cực. Câu này cũng là một câu hỏi hay của bản cáo tích cực. Mình vừa đi vừa trả lời vậy. Bạn có ý tưởng làm sản phẩm nhưng mà bạn làm sản phẩm thì nó không có, đương nhiên là nó sẽ không có dễ, tại vì làm sản phẩm thì phải ngắm nhìn nhiều thứ lắm. Nào là làm cho ai, ai xài nó, làm sao tiếp cận được những cái người mà sử dụng cái sản phẩm đó, làm sao quảng bá về nó, sản phẩm đó có tính năng gì, có gì để gọi là cạnh tranh so với những cái sản phẩm có chức năng và có mục đích tương tự,
đó, vân vân và mây mây. Thì bạn có thể nghĩ về những chuyện đó, và tiếp theo thì bạn cũng nên nghĩ thêm về cái câu chuyện đó là ok, vậy thì trong trường hợp tôi muốn làm cái sản phẩm đó thì tôi phải có những cái kỹ năng gì, tôi phải chuẩn bị điều gì, tôi phải nghiên cứu về cái domain đó như thế nào, cần phải hiểu sâu sắc hơn về nó không đó. Để làm được những cái chuyện mà tôi đã nghĩ ra thì tôi cần có những cái công nghệ gì, kế hoạch học của tôi như thế nào. Và nếu như mà trong trường hợp một mình tôi không có thử tự làm được hết tất cả mọi thứ, vì tôi thấy là cái thời gian học nó mất thời gian, rồi tôi cũng không có đủ thời gian để làm, vân vân, thì làm sao để tôi có thể dựng được một cái team có thể làm chung với nhau, làm sao để thuyết phục họ làm chung với mình, rồi lấy đâu ra cái nguồn vốn, nguồn tiền để mà giúp cho mình có thể tồn tại được và có thể đầu tư để mà có thể làm, vân vân. Thì bạn nên đặt những câu hỏi giống vậy. Đương nhiên thì trong cái quá trình đó bạn vẫn hoàn toàn có quyền đầu tư, tức là đầu tư ở đây là đầu tư thời gian và tiền bạc của bạn để chuẩn bị kiến thức, chuẩn bị kỹ năng, vân vân, và làm những cái bản POC hoặc là những cái bản demo với những cái tính năng mà bạn nghĩ rằng là nó cần thiết, nó quan trọng, và bạn phát triển nó lên từ từ, tích lũy mỗi ngày một ít. Thực ra cái chuyện mà khi mà nói về làm sản phẩm thì cái kỹ năng lập trình nó không có quan trọng bằng là cái tầm nhìn, cái khả năng kêu gọi vốn, góp vốn, hùn vốn, và kỹ năng quản lý cái team, quản lý và phát triển product. Cái kỹ năng đó nó quan trọng hơn. Nhưng mà khi bạn là một cái software developer thì cái việc mà làm sản phẩm đối với bạn đó là cái niềm vui để lập trình, hơn là coi như là nghĩ tới những cái phần còn lại, đúng không? Cho nên là chúng ta cứ ngây thơ, cứ dại khờ thì cứ làm tất cả những gì chúng ta có thể làm để có thể hiện thực hóa nó, và qua đó thì bạn cũng sẽ học được rất nhiều thứ. Tại vì nếu như mà đúng giống như những gì Dũng nói nãy giờ thì thực sự mà nói rằng là để làm rồi để triển khai một cái sản phẩm nó hầu như là rất là khó đối với một cái cá nhân đó. Nhưng mà không cần quan tâm bạn ơi, cứ đam mê, cứ dạy khờ, cứ làm đại đi. Rồi nếu bạn có tiềm năng, có khả năng, rồi bạn biết đâu đấy bạn lại thu hút được những người cùng chơi chung, cùng quan tâm, và có thể tạo ra được kỳ tích, đúng không? Chúng ta không thể tạo ra được kỳ tích bằng cách là chúng ta chỉ ngồi, chúng ta nói, mà chúng ta phải làm. Còn chuyện làm mà có ra được cái thứ mình mong muốn hay không, hay là không ra được, hoặc là thất bại, thì cũng không có thành vấn đề đâu. Quan trọng là bạn học được cái gì từ sau những cái câu chuyện đó, từ sau thất bại hay là từ sau thành công đó. Một người mà thành công quá sớm cũng chưa chắc đã tốt, mà một người coi như là thất bại liên miên cũng chưa chắc đã là xấu đó. Trong cuộc đời này rất là khó nói về cái thành bại của một con người, cho chỉ đến khi mà người đó buông tay nằm xuống ba thước đất rồi thì lúc đó mới có thể ngồi mà bàn luận về thành bại, về cuộc đời của con người đó. Thật sự là nói là như vậy luôn đó. Tại vì bạn chưa có thể biết được người ta sẽ như thế nào trong vòng vài năm tới đâu. Chỉ cần cho người ta một khoảng vài năm thôi, cũng người ta cũng có thể tạo ra được kỳ tích rồi. Ví dụ giống như là ông Kentucky hả? Phải không anh ta? Thì thành công ở độ tuổi 60, mở chuỗi cửa hàng gà rán các kiểu, rồi cũng có thể trở thành triệu phú, tỷ phú như ai, đúng không? Đó. Hoặc là nói về cụ Hồ chẳng hạn, thì cụ đi bôn ba hải ngoại bao nhiêu năm, đến khi mà cụ về và đặt cái
bước chân đầu tiên mà lên cái để mà quay trở lại Việt Nam á, thì lúc đó cũng hình như 47 hay là 49 tuổi rồi. Lúc đó già hơn Dũng bây giờ 5-7 tuổi rồi. Vậy mà vẫn có thể tạo ra được kỳ tích. Nên mà nói rằng là đừng có làm, đừng có khó lắm đừng làm á, thì Dũng nghĩ là không nên, mà là gọi là nếu thích thì cứ làm thôi, cứ ngây thơ, cứ dạy khờ thì rồi mình sẽ học, sẽ thu lượm được từ đó. Có nhiều chuyện mình muốn làm mà mình không biết không biết là nó đi tới đâu, nhưng mà tại vì mình muốn thì mình làm thôi. Mà bây giờ mà nếu mà trong trường hợp mà muốn nhưng mà biết là thất bại đó, không biết là làm là sẽ thất bại đó, mà nghĩ ra được cái khác hay hơn đó, thì làm cái khác. Chứ còn nếu mà trong trường hợp mà bạn mà không nghĩ ra được cái gì mới, cái gì để thay thế, thì trong lúc rảnh rỗi thì cứ làm cái chuyện bạn có thể làm đi, đúng không? Rồi, đó là cái câu trả lời của mình, đơn giản vậy thôi. Cứ thế mà triển, thấy không? Và qua cái quá trình đó bạn sẽ học được rất nhiều thứ. Rồi. Nhưng mà làm software thì nó khó, mà software chỉnh chu thì nó còn khó hơn. Cho nên là thành ra mà cái chuyện mà lỡ có fail thì là chuyện bình thường nha. Chứ đừng có nghĩ rằng là tôi sinh ra để thành công, chưa chắc đâu á. Rồi. Giờ làm sao đọc câu hỏi tiếp theo đây. Mọi người đợi cho Dũng chút nha. Dũng cần phải kiếm được ra cái khúc nào đó có đèn đỏ để Dũng đọc câu hỏi tiếp theo. Dũng có đọc ở trong mấy cái comment thì cũng có mọi người cũng kêu là hay là hôm nào offline với Dũng này kia, thì Dũng rất là cảm ơn mọi người. Chắc là cũng có thể một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp nhau offline ha. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì Dũng chưa có thực sự là sắp xếp được thời gian cho câu chuyện offline với mọi người. Nhưng mà Dũng sẽ cố gắng tìm ra được một cách nào đó. Và đôi khi có cảm giác là nó cũng chưa phải đúng cái thời điểm chín mùi nữa. Mọi người. ok. Xem nào. Mọi người đợi chút nha, để mình đi đó nha. Đây nó hơi kẹt xe đấy. Chứ sáng nào cũng nhìn thấy mình đi một cách chậm rãi ở cái khoảng đường này, không? Đi một chiếc xe rất là to thì bạn không thể nào vội được. Vì bạn vội thì bạn sẽ hít trúng người khác. Trời ơi, mắt ánh mắt hình viên đạn khi người ta cua và người ta xin đi qua phía đường bên phải thì ánh mắt hình viên đạn. Rồi, dạ anh cho em hỏi GPA ở đại học, cố gắng duy trì ở mức 8 điểm là ổn không ạ? Liệu có ảnh hưởng đến quá trình đi xin việc làm intern không ạ? Cảm ơn anh nhiều và chúc anh sức khỏe. Ok, câu trả lời rất là đơn giản. Không biết mấy thầy cầm cái bình bát mà ra ngồi ngoài đường thì mấy thầy xin cái gì. Đúng không? Các bạn thấy là lúc nãy chỉ một phút lơ đỉnh là Dũng đã đụng vào cái đuôi xe của một anh đi xe máy ở phía trước rồi. Nên là chúng ta không có nên lơ đỉnh. Mà cái lơ đỉnh ở đây thì nó cũng nó buồn cười quá. Tại vì Dũng thấy ông
ông thầy tu, ông ngồi ôm cái bình bát mà ngồi ngay ở cái ngã tư, thấy không? Thì Dũng nghĩ là chắc là bát này cũng không phải là thầy tu đâu. Chứ ôm cái bình bát ngồi ở ngã tư thì đi khất thực, mà lại tại sao lại phải mà khất thực ở ngã tư, ai có sẵn đồ ăn mà ở ngã tư mà cho khất thực, với lại khất thực là phải đi bộ, thấy không? Chứ ngồi chỗ thì sao gọi là khất thực. Thì nói chung thì mình đi ăn xin thì mình cũng đừng có vấy bẩn cái hình ảnh của mấy người làm thầy tu chứ hả, đúng không? Chỉ cần già cần cực thì có thể ra ngồi ăn xin thì được rồi, chứ đâu có cần phải mang áo sống của thầy tu rồi ôm cái bình bát rồi lại ngồi ở phía ngồi ở cái giữa đường giống vậy. À ok, thì quay lại cái câu hỏi của bạn là GPA 8 điểm thì có ok để đi xin thực tập hay không, thì nói thiệt chứ bạn GPA bạn 6 điểm bạn cũng đi xin thực tập được vậy. Chả có vấn đề gì đâu. Nhưng mà việc cái duy trì mà điểm cao á, nó không phải là cái mục tiêu của chúng ta, không phải là để có điểm cao. Đó. Mục tiêu đi học của chúng ta là để có kiến thức, để có tri thức, để có được cái phương pháp học và phương pháp tư duy nó đúng và nó tốt, chứ không phải để đạt điểm cao. Nếu mà học mà chỉ để đạt được điểm cao thì nó thực ra nó cũng không khó. Nhưng mà học mà để có cái phương pháp tư duy, cái cách thức lập luận nó chuẩn chỉnh, nó chính xác thì đó là việc khó. Và Dũng nghĩ rằng là cái việc mà chạy đi theo đuổi cái con điểm á, nó làm sai cái mục đích của việc học. Bạn học tốt, bạn có thể hiện tốt, điểm bạn sẽ cao. Bạn thể hiện chưa có được tốt thì điểm bạn nó sẽ xuống thấp. Hỏi nó có impact, có tác động gì tới cái tương lai của bạn hay không thì nó có, nhưng mà nó có không phải là ở góc độ là các cái doanh nghiệp người ta nhìn vô cái bản điểm của bạn và người ta phán xét, mà nó có ở cái mức độ là gì với cái điểm mà nó không có cao, không có gọi là không có khá, thì nó thể hiện rằng là cái sự đầu tư của bạn cho những cái môn học đó đôi khi nó không có tới nơi, có khi thôi nhỉ, chứ chưa chắc là nó đã không tới nơi, nhưng mà đôi khi nó không tới nơi. Và Dũng có một cái điểm mà Dũng thấy này, những cái môn mà Dũng học một cách đối phó thì thông thường thì Dũng sẽ được điểm rất là cao. Ví dụ giống như là toán cao cấp 1, toán cao cấp 2 này kia, Dũng toàn 10 không à. Đó. Những cái môn mà Dũng học hành mà đàng hoàng á, có đi sâu vô á, thì điểm Dũng nó cũng không có cao lắm. Nhiều khi có 7 điểm rưỡi, 8 điểm này kia thôi. Đó. Nên á, thành ra là Dũng không bao giờ Dũng quan tâm tới cái con điểm. Và coi như là gì đó thời xưa ngay kể cả khi mà điểm của Dũng nó cũng không phải là thuộc loại cao nhất khóa này kia đâu khi mà tốt nghiệp, nhưng mà người ta vẫn giữ Dũng ở đại trường thì tại vì có nhiều cái thì đó, những cái điểm khác nhau nó hội tụ để giúp cho mình có thể trở thành là một cái người giảng viên tốt, chưa chắc chỉ bởi con điểm đó. Và cái tư duy, cái cách thức làm việc, nghiên cứu đồ này kia thì nó sẽ tạo ra cái sự nổi trội của mình. Còn nếu mà bạn duy trì được 8 điểm thì là đã quá tốt rồi. Thời của Dũng mà đứa nào mà được 8 phẩy là đứa đó thuộc loại xuất sắc lắm luôn á. Còn thời của các bạn thì Dũng không biết, nhưng mà cái thời Dũng đi học thì như vậy, được 8 phẩy là coi như là rồng giữa loài người luôn rồi. Nên giờ mà hỏi Dũng câu đó thì khó.
Nhưng mà nếu mà khuyên á, thì khuyên như thế này nè, nếu như mà chúng ta nằm được trong top 30%, top 25% của sinh viên của một khóa thì chúng ta có được nhiều cơ hội hơn, thì cái đó là đúng đó. Rồi. Câu hỏi là của bạn Nghĩa Brazil hỏi rằng là anh nhận định như thế nào về thị trường fintech ở Việt Nam. Thị trường fintech ở Việt Nam là một cái thị trường mà nó rất là sôi động và rất nhiều người làm, và người ta cũng có nhiều cái kỳ vọng, nhiều cái mong đợi cho cái thị trường đó. Ví dụ giống như là các cái ứng dụng về quản lý tài chính, từ quản lý tài chính theo kiểu cá nhân, kiểu giống như là Money Love này kia, hay là gì đó, các cái ví điện tử giống như là Momo, như là gì đó, Zalo Pay, bla bla bla. Rồi các cái ngân hàng với các cái chương trình, với các cái gọi là các cái ứng dụng tiện ích cho chủ tài khoản có thể tiết kiệm, gửi tiết kiệm nhanh, gửi tiết kiệm trực tuyến, không cần thông qua giấy tờ, hoặc là mua sắm, vay tiêu dùng vân vân, không cần phê duyệt các kiểu. Nó rất là hay, và nó đó, nó có một cái quá trình phát triển tương đối là khá là vượt bậc trong cái thời gian vừa rồi. Thì cái fintech của cái giai đoạn hiện tại thì nó có một cái sự bước chuẩn, bước chuẩn là vì cái ngành kinh tế nó bắt đầu nó có cái dấu hiệu nó đang chuẩn lại. Mà khi mà kinh tế mà nó đang chuẩn lại thì ngân hàng này kia người ta cũng có một cái sự trù trừ nhất định, đúng không? Gọi là trong cái việc là đưa ra cái quyết định là có tiếp tục đầu tư cho, dùng công nghệ thông tin để đầu tư để tạo ra cái trải nghiệm mới cho người dùng hay không, đó, hay là như vậy là vừa đủ. Thì theo cái Dũng thấy rằng là cái quá trình digitalize, số hóa và nâng cao trải nghiệm của bên cái nhánh tài chính nó vẫn chưa có dừng lại ở đây đâu, nó còn đi thêm nữa. Tuy nhiên thì cái khối lượng công việc mà dành cho cái ngành đó thì nó sẽ không có còn nhiều giống như trước nữa, tại vì cái giai đoạn mà những cái thứ mà dễ ăn dễ làm á thì nó cũng đã gần qua rồi, thấy không? Những cái giai đoạn mà người ta ram up lên có mấy trăm người hoặc là cả trăm người cho một cái ngân hàng bé để mà làm software, làm các cái giải pháp, nó đã bắt đầu gần qua rồi, nó không có còn là cái giai đoạn thịnh vượng giống như trước nữa. Nên rõ ràng rằng là chuyện nhắm vào đi làm cái môi trường mà fintech thì chúng ta phải chuẩn bị tinh thần rằng là chúng ta làm những cái thứ mà khó hơn, challenge hơn, và cái công việc mà dễ nó không còn nhiều. Đó. Đương nhiên là người ta vẫn làm những cái ứng dụng mới, những cái ý tưởng mới, nhưng mà cái các bạn mà muốn mà thấy cái chuyện mà đâm hoa trăm hoa đua nở thì các bạn phải theo dõi cái sức khỏe của nền kinh tế của Việt Nam và của thế giới. Khi các bạn thấy nền kinh tế của Việt Nam, của thế giới mà nó bắt đầu nó khởi sắc, đúng không, thì lúc đó là công việc liên quan tới ngành tài chính nó cũng sẽ tăng nhiều lên. Tại trên thực tế thì cái ngành tài chính nó là cái ngành mà nó nằm sát sườn nhất với sự trồi trụt của ngành kinh tế. Đó. Thì câu trả lời là chỉ vậy thôi. Còn đầu tư hay không, bây giờ ông Hoan Hoan gì đó, CEO của Nvidia đã có cái câu nói rằng là gì đó, bây giờ con trẻ không nên đầu tư cho tụi nó học về coding, mà nên đầu tư cho nó học cái khác, tại vì có AI support hết rồi. Thì câu đó nói như vậy thì nó cũng
không hẳn là sai, nhưng mà cái người mà nào mà đọc được mấy cái câu giống vậy thì phải suy nghĩ rất là kỹ, chứ không thôi thì hiểu không có đúng, hiểu sai cái gì đó cái mục tiêu, cái mục đích của người, cái người mà truyền đạt cái câu đó nó mang tới, thấy không? Đôi khi bạn muốn nâng tầm cái thứ công nghệ, bạn muốn tạo ra một cái ấn tượng mà để cho coi như là người ta nghĩ rằng là AI nó chính là tương lai của cái thế giới, vậy thì coi như là phải invest vô AI nhiều lên, thay vì là gì đó tập trung vô cái kỹ năng của từng cái cá nhân, thì bây giờ đổ nguồn tiền, đổ tiền, đổ bạc vào AI thì AI nó sẽ giúp giảm bớt cái chi phí về nhân lực. Thì con người càng về sau này thì nó càng ít đi các cái công việc mà nó đơn giản, và tiếp tục nữa là càng ít đi các cái công việc sáng tạo. Tại vì bây giờ doanh nghiệp người ta xài AI để sáng tạo nhiều hơn. Để ví dụ giống như là Microsoft bây giờ đã bắt đầu xài AI để viết tài liệu kỹ thuật ở trên MSDN đó. Trên cái developer knowledge library ấy. Thì cái đó nó cũng hay, nhưng mà thực sự mà nói thì nó cũng dở. Tức là nó hay là gì, là bây giờ cái code thì đã viết ra rồi, bây giờ chỉ cần generate ra cái guideline, sau đó thì con người vô edit chỉnh sửa thôi, công việc viết document nó dễ hơn rất là nhiều. Tại vì đa phần developer không có thích viết document. Rồi bây giờ thì Google lại đang ký với rất nhiều các cái doanh nghiệp để giúp cho họ sử dụng AI để mà tổng hợp tin tức. Thì kiểu giống như là có chú nào đó đi viết bài về rồi chụp hình ở Ukraine, cuộc chiến ở Ukraine và Nga, xong rồi lại có một chú AI ngồi đằng sau, chỉ cần gạch vài dòng highlight là chú viết ra luôn cả một cái bản tin dài dằng dặc. Đọc cứ thấy nó cũng ok, theo kiểu là đọc thì thấy từ ngữ thì nghe có vẻ hay ho, nhưng mà trong đó chả có gì, chả có cái chính kiến gì, phải không? Chính kiến của AI thì nó nói chung là sao ta, Dũng thấy cái cuộc sống mà có nhiều AI nó trở nên bớt thú vị hơn. Nó trở nên bớt thú vị hơn rất là nhiều. Ok thì chém gió thêm một chút về fintech thôi. Cái ngành fintech nó sẽ apply AI nhiều lắm. Có thêm một bạn nữa hỏi rằng là con đang học năm 3 IT tại trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, còn mục tiêu của con là trở thành full stack dev và con đang muốn đi thực tập. Chờ chú cho con hỏi là cần chuẩn bị gì để có được thể được đi thực tập và cũng như là được đi làm sau này. Câu này cũng nói dài cũng được, nói ngắn cũng được. Nhưng mà giờ khổ cổ mất tiêu rồi. Thôi mà nói ngắn thôi nha mọi người, tại vì thực tập sinh, muốn lấy đi làm thực tập sinh thì chuẩn bị cái gì? Thì chuẩn bị cái skill, đúng không? Nó cũng giống như đi làm thôi. Kiểu giống như bạn hướng làm full stack developer thì bạn phải chọn ra được cái backend framework, frontend framework, bạn học về cái đó. Bạn chuẩn bị càng tốt thì người ta càng dễ nhận bạn đi làm, nhận bạn đi thực tập về cái công việc đó. Tại vì thực ra người ta cũng muốn utilize cái sức lực của bạn để mà làm, phải không? Để mà hỗ trợ cho người ta. Tại vì đôi khi người ta cũng cần làm một số cái demo hoặc là một vài cái POC chẳng hạn, thì người ta cần có người làm đó. Thì
người ta cần người làm như vậy, mà mình có kỹ năng, mình có sự chuẩn bị tốt thì người ta sẽ chọn mình thôi, đúng không? Nên là thành ra là ở đây cái side project, cái nói side project thì không đúng, nó gọi là cái dự án mà bạn muốn gọi là kiểu nó gọi là project gì ta, capstone à, chúng không biết nữa. Là nói chung là các cái software mà bạn muốn làm thử, bạn muốn build cái kỹ năng thì bạn cố gắng bạn làm cho nó tốt và deploy nó lên trên trên web này kia đi, xong rồi nói là à đây là cái thứ em làm, đúng không? Thì người ta sẽ cảm thấy thích thú với cái kết quả của bạn, mà người ta bắt đầu khi mà người ta đi phỏng vấn này kia, người ta sẽ hỏi vô những cái công việc mà bạn đã làm, mà bạn học cái này từ đâu, rồi người ta sẽ hỏi thêm về cái chuyện là khi mà bạn làm các cái web application đó thì đã có awareness về những cái non-functional requirement hay chưa, rồi cách làm của bạn có chỉnh chu hay không, data có validate hay không. Nói chung là cái thể hiện của bạn làm cái trang đó mà nó càng chỉnh chu và nó cover những cái khía cạnh mà trong quá trình mà làm software mà người ta quan tâm đó, thì bạn càng dễ dàng kiếm được việc thôi đó. Và thêm một cái sự chuẩn bị nữa là tiếng Anh đấy. Tiếng Anh thì bạn phải có chứ, bây giờ mà bạn đi làm trong cái môi trường mà nói chung là ngoại ngữ cũng không hẳn là tiếng Anh, bạn đi vô xin làm công ty Nhật thì người ta cần tiếng Nhật nhưng mà các bạn cần ngoại ngữ. Và đương nhiên tiếng Anh thì lại quá cần nữa, tại vì sao cho nó đúng, tiếng Anh nó giúp cho bạn nghiên cứu nó dễ dàng, nó tốt hơn đó. Thì nó sẽ hỗ trợ cho bạn nhiều hơn. Rồi còn lại là chuẩn bị cho mình một cái tinh thần, một cái mindset là ham học hỏi, lăng xả, có trách nhiệm. Đi làm thì phải biết nhờ cậy người hỗ trợ cho mình khi cần thiết, biết báo cho người ta biết là mình không có làm được hoặc là không có làm kịp thời đó. Biết trao đổi, mà biết có tinh thần thái độ cởi mở, muốn học hỏi cầu tiến thì tất nhiên là người ta sẽ chọn bạn thôi đó. Ok, chắc là như vậy, chứ nãy giờ mình nói cũng nhiều rồi, 30 mấy phút rồi, nên là cũng hơi khô cổ mà hơi thấy buồn ngủ rồi. Vậy thì coi như là gì đó, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau nha. Còn bây giờ thì Dũng sẽ dừng ở đây. Tạm biệt các bạn.